Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn combo một cái bộ xe điện đầy đủ đèn còi, xi nhan, bánh xe, cầu trước, cầu sau và hệ thống lái. Nếu như các bạn thích thì có thể mua cả ghế xe luôn. Đây ghế đây. Ghế thì các bạn mua mấy cái cũng có. Đấy, đèn hậu này. Cầu sau này. Thì một số những cái thông số thì như sau. Trước tiên thì nói về cái chiều rộng của xe thì các bạn lưu ý thì cầu bên em có nhiều loại, loại từ 60 cho đến 1m3, 1m2 đều có. Có cả phanh cơ, phanh đĩa, phanh phanh dầu đằng trước đằng sau, hoặc là phanh dầu đằng sau đằng trước, hoặc là chỉ phanh dầu đằng sau, hoặc là đằng trước càng chữ A, hệ thống treo. Nói chung là một bộ nó sẽ như thế này và các bạn xây dựng lại một cái cấu hình khác, bên em sẽ tính giá dựa theo cái sườn của cái bộ này để cho nó dễ nhíp, nhíp trước nhíp sau. Đấy. Nhíp trước nhíp sau. Hệ thống lái đầy đủ, công tắc, bộ dây điện. Riêng về cái phần điện thì bên em sẽ combo cho các bạn luôn đấu lối. Đấy. Hoặc là hướng dẫn đến đấu lối, có thể đấu lối cho các bạn đến 80-90% và sẽ hướng dẫn nốt phần còn lại, hoặc là sẽ đấu môi 100%. Cái này nó sẽ tùy theo vào cái mẫu đèn, mẫu xi nhan các thứ, thì mình sẽ đấu sẵn cho nhíp và phụ kiện là rất là đầy đủ. Đấy, đèn hậu. Cây cầu này thì là cái cầu trang bị cho các bạn động cơ 850W có số mạnh. Đấy. Sở dĩ mình chỉ trang bị cho các bạn với cái động cơ 850W ấy là bởi vì nó ở với cái đường bằng. Các bạn chạy xe cỡ 4 người là đi thoải mái. Và nếu như có tải lên dốc thì các bạn có thể về số. Tất nhiên là những cái bạn có thể yêu cầu lên đến 1.000, 1.200 hoặc là 1.500W đều được. Nhưng mà xây dựng cái bộ này dựa trên cái mức độ phù hợp với lại cái lượng bình ắc quy, sao cho nó vừa tiết kiệm điện, vừa đạt cái hiệu quả, vừa tiết kiệm điện mà chi phí nó vừa phải. Ở đây thì của bộ này là của khách hàng. Khách hàng có yêu cầu là sử dụng phanh cơ thôi, giá nó thấp hơn một chút. Cái này mình có bảo khách hàng là chọn phanh dầu cho nó dễ làm, nhưng mà khách vẫn chọn phanh cơ, cho nên là em làm theo yêu cầu của khách hàng. Thực ra thì làm phanh dầu ấy thì thứ nhất là nó dễ hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ không phải mất công đi chế mấy cái đũa phanh như thế này. Đấy. Tuy nhiên thì tất nhiên là phanh dầu thì nó phải đắt hơn rồi. Nó đắt hơn khoảng 600-700. Đấy, cũng không nhiều lắm. Nếu như các bạn thuê thợ làm thì làm phanh dầu là vừa dễ làm, gầm xe nó sẽ rất là thoáng sáng đấy, không bị giới hạn bởi mấy cái đũa phanh này, chân phanh này. Đây, bộ như bộ này thì chân phanh, tay phanh đầy đủ. Bánh xe thì ở trong này là mình có đưa ra 3 mẫu, 2 mẫu vành 10 và 1 vành mẫu vành 12. Thì cái mẫu này là mẫu 400-10 đây. Mẫu 400-10 thì có đường kính là 46. Bản dày lốp là 10 cm. Còn một cái mẫu nữa là 135-10 là mẫu này. Mẫu này thì có bản dày của lốp là 12, cũng đường kính 46. Có thể là hơn một chút. Đây mình sẽ đo. Con này là đường kính nó khoảng 47-48. Còn con này là 46. Đấy, thì nó sẽ có hai loại. Mẫu 135 trừ 10 và mẫu 400 trừ 10. 400 trừ 10 là đường kính 46, bản rộng 10. Còn mẫu 135 là đường kính 47-48, bản rộng 12. Ngoài ra thì có bản vành 12 đây. Bản này là bản lốp 145/70 R12.
Bản này thì có bản rộng 14,5, đường kính là 50. Đấy. Thì trong bộ này thì các bạn cứ xem như video này, phụ kiện nhíp là đầy đủ, đèn hậu này. Đấy, ghế thì mình sẽ không tính tiền trong cái bộ này. Mình sẽ để giá theo từng combo, các bạn mua số lượng ghế bao nhiêu thì các bạn tự tính tiền lên. Cầu trước thẳng không phanh, hệ thống lái này. Hệ thống lái thì có hai loại, lái đơn và lái đôi. Ở đây người ta gọi là lái đơn. Đèn pha, xi nhan. Cầu trước là hàn sẵn luôn cho các bạn. Cầu trước hàn sẵn thì có các cỡ từ 90 cho đến 1m2. Thì với 90 hàn lên bắt bánh và nó sẽ ra là 1m. Thì cứ như thế là tính. Đây là bộ dây điện và điều khiển. Công tắc. Màn hình đồng hồ này thì là dạng như màn đồng hồ LCD. LED nhiều màu. Đấy. Con này là nhiều màu sắc. Cuối video mình sẽ test thử cho các bạn xem cái bộ dây điện này. Đây. Màn hình là 16. Chiều dài 16. Chiều ngang là 10. 10 x 16 cm. Màn hình full viền các bạn nhé. Đấy. Báo các loại tung tơ mét, quãng đường đi, lượng bình hết hay còn, và nó báo đa lăng 48, 60, 72, nó đều báo nhé. Thì trong cái bộ này thì động cơ thường thường sẽ là 48V 850 hoặc là 60V 850. Thì mình hay tư vấn cho khách hàng lấy 60V thì nó vừa khỏe mà nó vừa đi được nhiều hơn. Ắc quy cũng dễ mua hơn. Đây. Đây thì đây là chọn một cái bộ như vậy. Thì các bạn lựa chọn cái combo nào thì các bạn cứ comment ở dưới mình sẽ trả lời. Đây là các cái mẫu ghế này. 3 mẫu ghế có thể gập ngả 180 độ được. Gập hết cỡ và ngả hết 180 độ.